Dịch COVID-19 đang có chuyển biến đáng lo ngại với việc Hoa Kỳ ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên, trong khi ở dịch lớn nhất châu Âu Italy cũng tăng thêm 307 ca nhiễm virus và 8 người thiệt mạng vào thứ Bảy 29 tháng 2. Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì nhiễm COVID-19 theo AP đưa tin, nạn nhân là nam giới, qua đời tại cơ sở y tế thuộc thành phố Kirkland, hạt kinh, bang Washington. Quan chức y tế xác nhận đây là trường hợp đầu tiên tử vong vì nhiễm COVID-19 ở Mỹ, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Amy Reynolds từ cơ quan y tế bang Washington nói với phóng viên AP qua điện thoại, chúng tôi đang đối mặt với tình huống khẩn cấp. Thống đốc bang ông Jay Inslee cho biết, đây là ngày đau buồn khi một cư dân Washington đã qua đời trong dịch COVID-19. Xin chia sẻ nỗi đau với gia đình và bạn bè của nạn nhân. Chúng ta sẽ tiếp tục hành động cho đến một ngày không còn ai phải thiệt mạng vì chủng virus này nữa. Tuy nhiên sau đó, Tổng thống Donald Trump lại cho biết, nạn nhân là phụ nữ ngoài 50 tuổi với bệnh lý nền nghiêm trọng. Bà ấy là một phụ nữ tuyệt vời, Tổng thống phát biểu với các phóng viên ở Nhà Trắng, theo CNN đưa tin. Italy tăng thêm 307 ca nhiễm COVID-19 vào thứ Bảy, 29 tháng 2, tổng cộng đã có 1.128 người mắc bệnh video liên quan, theo người đứng đầu Ủy ban Bảo vệ Công dân Angelo Borrelli. Trong số 1.128 bệnh nhân nhiễm COVID-19 bao gồm 50% trường hợp được cách ly tại nhà, 101 người khác chuyển vào phòng điều trị tích cực và 401 người đang nằm viện với tình trạng nhẹ. Italy cũng đã tiến hành xét nghiệm đối với 18.500 người, trong đó 58% mẫu xét nghiệm diễn ra ở tâm dịch Lombardy. Số ca tử vong đã tăng thêm 8 người vào hôm 29 tháng 2, bao gồm 6 người ở vùng Lombardy và 2 người ở vùng Romagna. Tổng cộng đã có 29 bệnh nhân qua đời vì nhiễm COVID-19 ở Italy. Theo AP, CNN theo dây đồng trí thức trẻ Let's Plus X.